Thưa quý vị, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chẳng hạn như là IELTS, TOEFL hay là SAT thì không còn xa lạ với học sinh Việt Nam. Không chỉ được dùng cho việc ứng tuyển đi du học nước ngoài, xin học bổng hay là để ứng tuyển việc làm, các chứng chỉ quốc tế này giờ đây còn là một điều kiện để tuyển sinh đại học trong nước. Vì sao các trường lại chuộng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ và tuyển sinh? Và liệu đây có thể là xu hướng tuyển sinh trong tương lai? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà đang sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ là điều kiện để xét tuyển sớm. IELTS 5.0, TOEFL IBT 61 điểm trở lên, TOEIC 600 điểm. Chỉ cần đáp ứng một trong ba tiêu chí này là thí sinh đã được tuyển thẳng vào trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên, điều kiện đủ vẫn là phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là năm thứ hai nhà trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tuyển sinh. Người lao động nếu cái kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tốt thì bạn có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Bởi vì hiện tại thì hàng ngày chúng ta đều sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Vậy thì từ cái định hướng đó, từ những cái nhu cầu thực tế đó, trường UMT muốn đào tạo cho sinh viên mình có được những cái kỹ năng thực sự cần thiết để có thể bước ra cái thế giới rộng lớn bên ngoài, trong đó có kỹ năng ngoại ngữ. Qua từng năm, số lượng các trường đại học sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh càng tăng. Mỗi trường có yêu cầu riêng để phù hợp với tiêu chí xét tuyển của trường mình. Nhưng nhìn chung có hai nhóm. Một nhóm xem các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là một phương thức xét tuyển riêng. Nhóm còn lại sử dụng các chứng chỉ này làm điều kiện để ưu tiên xét tuyển vào trường. Đây là một cái xu hướng rất là thú vị bởi vì nó công nhận những cái sự nỗ lực của các em cũng như nó khuyến khích các em nỗ lực và chuẩn bị từ sớm cho tương lai của mình. Có một thực tế phải công nhận, những thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đều có năng lực học tập khá tốt. Mà trường nào cũng muốn tuyển được thí sinh chất lượng. Chưa kể, các mô hình giáo dục hiện nay đều được các trường xây dựng theo chuẩn quốc tế, đòi hỏi các sinh viên phải cần và có kỹ năng ngoại ngữ. Cái việc mà đầu vào của các em mà chuẩn ngoại ngữ nó tốt thì cái việc đào tạo nó rất là tốt. Và có nhiều chương trình của chúng tôi là đào tạo bằng 100% bằng tiếng Anh. Cho nên là đó cũng là cái cách lựa chọn của nhà trường. Và không chỉ nhà trường mà nhiều trường đại học khác người ta cũng làm như thế. Dù không thay đổi về phương thức tuyển sinh, thế nhưng năm nay trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh quyết định nâng tiêu chuẩn xét tuyển với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ. Theo nhà trường, đây là cách để trường nâng cao chất lượng nguồn tuyển khi số lượng thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển càng đông và số trường sử dụng phương thức tuyển sinh này càng nhiều. Hiện hơn 20 trường đại học cho phép xét tuyển bằng cách quy đổi điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ. Cách quy đổi của mỗi trường là khác nhau. Vì thế các thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin. Five Star English, một công ty thuộc tập đoàn giáo dục Atlantic,